Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ Trip và Ưu Tú. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream bộ công thức bí kíp thu hút tiền bạc, cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Thư, người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này, Thư xin được tự giới thiệu. Thư, họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ Trí tuệ Ưu tú. Đây là bộ công thức được tạo ra bởi doanh nhân Miss Huỳnh Ngọc Thanh Tú các anh chị nha. Chúng ta cùng đợi một vài phút để các anh chị em khác kịp vào tham dự với chúng ta. Các anh chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình, những người thân quen của mình, bất cứ ai anh chị quen biết mà họ mong muốn tìm thấy con đường thành công và giàu có, hay chỉ đơn giản là mong muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống mình, thì hãy tag họ ngay vào phần comment của livestream này các anh chị nha. Rồi, Thư cũng xin một vài phút để tag những người bạn thân yêu của mình vào trong phần comment của livestream này các anh chị. Chúng ta sẽ cùng nhau ra quyết định hả các anh chị ha. Anh chị đang mong muốn cái điều gì thì hãy ra quyết định mình đạt được cái điều đó trong buổi chia sẻ này ha, hay là ngay sau buổi chia sẻ này các anh chị nha. Rồi, chúng ta cùng dành ra 30 giây.
Rồi, các anh chị đã ra quyết định xong chưa? Chúng ta quay trở lại chỗ ngồi nha các anh chị nha, để chúng ta có một cái buổi chia sẻ thật là thành công các anh chị nha. À, các anh chị, trước khi vào một nội dung buổi chia sẻ thì Thư xin nhắc lại một chút xíu nhỏ lưu ý nữa thôi các anh chị ha. Đó, à đây là bộ công thức thật, được chia sẻ thật, được ứng dụng thật, không phải chỉ bởi riêng doanh nhân Miss Huỳnh Ngọc Thanh Tú, mà còn bởi rất nhiều các anh chị là doanh nhân thành công tại câu lạc bộ trí tuệ ưu tú của chúng ta các anh chị nha. À, thì hôm qua chúng ta đang dừng lại ở một cái nội dung khá là hot luôn các anh chị, là lý do vì sao mà rất là nhiều các anh chị á kinh doanh chưa có thành công, hay là vì sao mà các anh chị có cái sự chưa có thiện cảm với cái công việc kinh doanh, thì nó đến từ hai lý do gốc rễ các anh chị ha. Một một đó là các anh chị không có tin vào giá trị sản phẩm dịch vụ mà mình đang cung cấp. Hai là anh chị không tin vào chính bản thân của mình. Và các anh chị biết, và để kinh doanh thành công đó, cái điều cơ bản và cốt lõi nhất để cho chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh và kinh doanh thành công, các anh chị biết là gì không ạ? Đó chính là một một cái trái tim mong muốn giúp đỡ một người khác, một cái tâm là mong muốn giúp đỡ người khác các anh chị. À, và khi các anh chị biết là những gì anh chị nhận được thì nó sẽ bằng giá trị mà anh chị trao cho thị trường cộng với tư duy gốc rễ của các anh chị, nên Thư chia sẻ với các anh chị là chúng ta có thể bán hàng được và bán hàng thành công các anh chị ha. Trong câu lạc bộ của chúng ta tất hầu như các anh chị đó là các vị doanh nhân, đặc biệt là Miss Thanh Tú của chúng ta là một cái người kinh doanh các anh chị ha. Và khi mà Miss Thanh Tú đi tìm những cái đối tác của mình á, thì có một số các anh chị á nói rằng á không biết là bây giờ có làm được hay không, à không biết là bây giờ anh chị ấy là có làm được hay không, có kinh doanh được hay không. Thì thôi chứ thì các anh chị biết là Miss Thanh Tú sẽ giúp chúng ta khẳng định một điều gì không ạ? À, đó là bây giờ là các anh chị chỉ còn anh chị có một cái trái tim, cái tình yêu thương, một cái tấm lòng mong muốn giúp tất cả mọi người thôi, và các anh chị có cái sự phát triển bản thân mỗi ngày, anh chị hành động quyết liệt, hành động quyết liệt, hành động một cách mạnh mẽ thì sao các anh chị, thì các anh chị đều làm được hết, đều kinh doanh được hết, các anh chị đều kinh doanh thành công hết. Tại sao các anh chị? Tại vì bán hàng và quảng bá nó rất là đơn giản, chỉ cần có một sản phẩm tuyệt vời và các anh chị mong muốn giúp đỡ người khác, anh chị mong muốn cho nhiều người được nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên, à của người khác lên, nhiều người khác nữa ngoài anh chị ra, thì có cái cuộc sống, cái chất lượng cuộc sống được nâng cao lên được không ạ? Quan trọng là cái tâm của mình có mong muốn hay không thôi. À, mình có mong muốn là mang cái sản phẩm của mình trao đến cho mọi người và giúp, và mong muốn là giúp họ đạt được chất lượng cuộc sống giống như là họ mong muốn hay không? À, thì giống như cái ví dụ mà hôm qua tôi chia sẻ với các anh chị là anh chị có một cái sản phẩm giúp làm giảm đau khớp và điều trị cái việc đau khớp, mà anh chị có người quen bị cái chứng đó, cái chứng đau khớp, mà tôi thủy thủ tôi an toàn hả các anh chị, nhưng mà sao ạ? Anh chị không có chia sẻ với người ta, anh chị cứ nghĩ là hữu xạ tự nhiên hơn thôi chứ. Sản phẩm nó tốt rồi thì người khác tự biết tìm đến các anh chị để mua. À, làm gì có chuyện đó các anh chị. Bây giờ các anh chị không nói thì không, người ta không thể nào mà biết được, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị hiểu cái ví dụ mà Thư vừa nói thì có thể comment số 1 đi ạ. À, bây giờ mình mong muốn giúp mọi người đạt được cái điều mà người ta mong muốn hay không? À, anh chị giúp cho những cái người xung quanh mình đạt được cái điều mà họ mong muốn, và anh chị quảng bá, thông qua quảng bá thì các anh chị sẽ, thông qua bán hàng và quảng bá thì các anh chị sẽ đạt được cái điều anh chị mong muốn thôi. Giống như một cái câu tuyên bố của anh chị ha,
cái câu chúng ta hay tuyên bố trong 17 tư duy triệu phú đó các anh chị, tôi giúp thật nhiều người và tôi kiếm thật nhiều tiền. Còn quảng bá là sao anh chị? Nghĩa là chúng ta PR, chúng ta marketing, chúng ta quảng bá để có nhiều người biết đến sản phẩm dịch vụ của mình hơn. Nhiều người họ biết đến sản phẩm dịch vụ của mình thì sao các anh chị? Thì khi họ biết đến mình, họ có cái sự lựa chọn, họ biết được mua sản phẩm này từ ai, họ sẽ nhớ đến mình đầu tiên. Nên là anh chị nhìn thấy những cái người giàu và thành công ở trên thế giới, họ bán hàng rất là giỏi, rất là xuất chúng luôn, vì họ mong muốn giúp rất là nhiều người. Bây giờ thưa hỏi các anh chị nha, ví dụ bây giờ những cái người thành công trên thế giới, tài sản của họ rất là nhiều, tại sao họ vẫn tạo nên những cái sản phẩm mới, dịch vụ mới để phát triển cái cuộc sống của mọi người, cái chất lượng sống của nhân loại lên một tầm cao mới, vì họ mong muốn giúp nhiều người hơn các anh chị. Họ mong muốn cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người. Nên các anh chị nhìn thấy là họ ngày càng giàu, đúng không ạ? Đấy là nhiều người biết đến họ hơn. Khi người ta có nhu cầu, người ta sẽ nhớ đến họ ngay lập tức. Khi mà họ nghĩ họ giúp được người khác á, anh chị, khi mà họ giúp được người khác đạt được cái điều mà người ta mong muốn thì tự khắc họ sẽ đạt được cái mục tiêu của họ thôi. Nên là các anh chị nhìn thấy á, những cái công ty lớn, cái tập đoàn lớn anh chị, họ chi rất là nhiều tiền cho việc quảng bá luôn, quảng cáo quá trời luôn anh chị, liên tục trên TV, liên tục ở trên những cái nền tảng mạng xã hội luôn. Khi nào á, để cái điều để những cái quảng bá đó, những cái sản phẩm của họ đi vào tiềm thức của khách hàng của chúng ta nè. Mỗi khi mà mình mua sản phẩm này của ai, cái tự nhiên là mình nhớ đến cái tên đó các anh chị ha. Mình xem nhiều quá rồi, cái khi mà mình tới cái lúc mà mình cần rồi là mình sực nhớ ra cái thương hiệu đó, cái tên đó, cái sản phẩm của cái nhà cung cấp đó các anh chị. À cái mình mua ngay luôn các anh chị ha, đúng không ạ? Lúc nào mình cũng nhớ đến cái sản phẩm đó, mình mua liền. Ví dụ như là bột giặt nè, các anh chị thường nhớ đến bột giặt là nhiều. Nên anh chị hỏi các anh chị nha, bây giờ anh chị không biết gì. Có nhiều anh chị hỏi câu lạc bộ, hỏi Miss Thanh Tú của chúng ta là gì? À bây giờ chị không có biết gì hết, chị có kinh doanh được hay không? Chị có đồng hành được không? Thì thư chia thư mới à thì sao ạ? Thì cái câu hỏi đặt ra cho chị đó là, thế bây giờ quan trọng là chị có tình yêu thương và cái trái tim mong muốn giúp tất cả mọi người hay không? Thì chị có quyết tâm là giúp mọi là mong muốn giúp đỡ mọi người, chứ không phải đến từ cái việc mà mình có làm được hay không, đúng không ạ? Nên là anh chị nào mà ở đây mình có cái nỗi sợ về bán hàng và quảng bá thì ngay bây giờ, ngay lúc này anh chị hãy ra quyết định, tôi là nhà bán hàng xuất sắc nhất thế giới. À lúc mà bước các anh chị, khi mà Miss Thanh Tú biết về câu lạc bộ các anh chị thì Miss Thanh Tú cũng ghi cái câu mà Thương vừa đọc cho các anh chị á, cái câu khẳng định vừa rồi á, tôi là nhà lãnh đạo kiệt xuất nhất các anh chị ha, trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất, tôi là nhà bán hàng xuất sắc nhất trên thế giới đó, các anh chị ghi xuống ha. Còn cái cách làm như thế nào thì câu lạc bộ sẽ hướng dẫn cho các anh chị cứ ra quyết định nha các anh chị, rồi nguồn lực nó đến, được chưa? Tôi là bậc thầy marketing nữa các anh chị ha. Xong rồi, các anh chị, và những cái câu này á, Thanh Tú thời điểm trước có lại đã đưa nó vào bản thôi miên luôn, thì bao nhiêu trong số các anh chị đã nhận được cái bản thôi miên 6 tháng mẫu của câu lạc bộ của Mỹ Thanh Tú rồi, thì comment số 1 các anh chị ha. Trong cái bản thôi miên, tức là thư anh chị đã nhận từ người bạn của mình hay là chưa, hay là đã được nhận từ thư rồi thì có thể comment số 1. Còn anh chị nào chưa thì sao ạ? Liên lạc ngay cho Thư hay người bạn của mình để nhận được cái bản mẫu cho anh chị ha.
Thì trong cái bản thôi miên của Miss Thanh Tú á, là có cái phần là tuyên bố là Miss Thanh Tú là bậc thầy bán hàng. Rồi tôi luôn hành động bất chấp để thành công. Đấy, các anh chị bê hết để vô. Rồi tôi hành động cho đến khi đạt được mục tiêu. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức nè. Bậc thầy bán hàng trên số 1 trên thế giới. Bậc thầy bán hàng, bậc thầy marketing. Các anh chị ha. Rồi hồi xưa các anh chị hồi xưa Miss Thanh Tú là không có biết là như thế nào là mình có được, để có được cái kỹ năng bán hàng và marketing. Miss Thanh Tú chưa biết làm thế nào hết, và cứ bê hết những cái điều mình mong muốn bỏ vào bản thôi miên mà nghe. Thì đầu tiên là Miss Thanh Tú phải ra quyết định trước các anh chị ha. Đầu tiên chúng ta phải ra quyết định trước, sau đó mình nghe thôi miên mỗi ngày. Và sau đó một điều rất là tuyệt vời là cái nguồn lực xuất hiện luôn các anh chị. Và đây là câu chuyện thật của Miss Thanh Tú chúng ta các anh chị ha. À, nghe các anh chị, tức là thời điểm trước đó, khi mà nghe bản thôi miên sau một thời gian thì các anh chị biết sao mà trong câu lạc bộ thì có cái chương trình bán hàng bằng tiềm thức và chương trình marketing và sale bằng luật hấp dẫn, marketing và bán hàng bằng luật hấp dẫn các anh chị. Thì cái chương trình này sẽ huấn luyện cho chúng ta thành một cái người thương nhân, một doanh nhân kinh tế lỗi lạc các anh chị ha, biết làm kinh doanh. Thì trong chương trình này Miss Thanh Tú đã được học về bán hàng, được học về kinh doanh và được học về quảng bá. Và Thư rất là may mắn và tuyệt vời, Thư cũng đã được học. Khi mà được nghe câu lạc bộ, được nghe Miss Thanh Tú chia sẻ về cái khóa học này thì Thư cũng đã cho phép mình có mặt trong cái khóa học này rồi các anh chị nha. À, trong cái chương trình này, sorry các anh chị, không phải là khóa học. Câu lạc bộ chúng ta không có bán khóa học các anh chị. Có mặt trong cái nhóm rèn luyện này các anh chị nha, Thư đã cho phép bản thân mình là được có mặt, được đồng hành cùng Miss Thanh Tú, được học, được nhận cái sự chia sẻ, sự giúp đỡ từ câu lạc bộ các anh chị nha. Chứ ngày trước thì Miss Thanh Tú không có biết các anh chị ha. Rồi cái xong rồi thì Miss Thanh Tú được học cái chương trình đặc biệt này các anh chị ha, là cái chương trình chuyên sâu của câu lạc bộ. Đặc biệt là cái chương trình mà thời điểm của Miss Thanh Tú là có cái chương trình đồng hành kinh doanh các anh chị ha, cùng với câu lạc bộ của chúng ta. Thì tôi chia sẻ với các anh chị là vào ngày mai các anh chị ha. À, các anh chị nào mà chưa có tên thì chúng ta hãy liên hệ với người bạn của mình hay là liên hệ với Thư được không, mà để mình được hướng dẫn cái cách mà đăng ký trong cái vào cái chương trình này các anh chị ha. Các anh chị nhìn thấy được rằng đó là các anh chị không biết là trong các anh chị đã tham gia vào cái buổi chia sẻ 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy mỗi hàng tuần chưa. À, đó là cái buổi chia sẻ mà Miss Sinh Tú sẽ trực tiếp chia sẻ với các anh chị những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà để cho các anh chị, những cái bước đầu tiên để cho các anh chị biết về sức mạnh tiềm thức, về luật hấp dẫn và cái cách ứng dụng cho bất kể những người nào mới chưa biết gì về sức mạnh tiềm thức, hay là đã biết rồi, hay là biết rất biết, biết biết nhiều và biết lâu rồi thì đều tham gia được các anh chị ha. Đó. À, thì cái chương trình mà doanh nhân á các anh chị ha sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều, giúp cho tất cả mọi người là thông qua cái sản phẩm dịch vụ của chính anh chị. Và trước kia các anh chị Miss Thanh Tú là một cái người rất là sợ bán hàng và marketing, nhưng mà khi tham gia vào cái chương trình rồi và được đồng hành kinh doanh cùng với câu lạc bộ của chúng ta đúng không ạ, thì Miss Thanh Tú đã được làm những cái quy trình, được làm những cái bước và được để được làm, được thực hành để mà xóa bỏ những cái nỗi sợ, những cái niềm tin cũ về bán hàng và marketing. À, và Miss Thanh Tú xóa hết luôn các anh chị. Thì trong cái chương trình mà đồng hành kinh doanh cùng với câu lạc bộ có một cái quy trình các anh chị ha, nên là anh chị nào mà mình sợ bán hàng hay là sợ marketing đó, thì các anh chị hãy tham gia vào chương trình cùng câu lạc bộ của chúng ta các anh chị ha. Cái chương là chương trình doanh nhân xuất chúng đó các anh chị. Hiện thời trước thời điểm trước của Miss Thanh Tú thì nó tên của nó là chương trình đồng hành kinh doanh, còn là lúc đó là Miss Thanh Tú, còn hiện tại là Miss Thanh Tú đã
có cái câu lạc bộ riêng rồi các anh chị nha. Thời điểm mà Miss Thanh Tú bắt đầu cái hành trình thịnh vượng của mình là Miss Thanh Tú ở trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng, và bây giờ thì Miss Thanh Tú đã tự mình tạo ra cái câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Các anh chị nha, là cái người hướng dẫn trực tiếp cho câu lạc bộ trí tuệ ưu tú của chúng ta đó các anh chị. Thì trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú là có một cái chương trình là để giúp cho các anh chị mà khắc phục được cái nỗi sợ về bán hàng và marketing. Đó là một cái chương trình mà giúp cho các anh chị ứng dụng thực hành rất là nhiều để các anh chị có được cái những cái kỹ năng tuyệt vời trong bán hàng và marketing. Các anh chị sẽ được học về bán hàng bằng tiềm thức, marketing bằng tiềm thức các anh chị nha. Và những cái chiến lược để giúp cho các anh chị có thể marketing không đồng luôn các anh chị nha. Đó. Thì các anh chị hãy tham gia vào cái chương trình doanh nhân xuất chúng của câu lạc bộ chúng ta được không ạ? Giống như là chương trình chính, giống như là chương trình rèn luyện thân tâm trí các anh chị ha, để các anh chị được thực hành những cái quy trình, và khi mà làm xong thì những cái quy trình này các anh chị sẽ không còn cái sự sợ hãi nữa các anh chị ha, rất là tự tin và mạnh dạn luôn các anh chị, để mà ứng dụng vào trong thực tế công việc đời sống của chúng ta. Các anh chị sẽ có một cái trái tim rất là lớn trong cái việc giúp đỡ mọi người. Những anh chị nào mà mình sợ bán hàng đó, mình nên học cái chương trình này, chương trình doanh nhân xuất chúng các anh chị ha, là được hướng dẫn marketing và bán hàng bằng tiềm thức được không ạ? Đấy là nên là sau khi mà các anh chị tham gia chương trình đó, thì những anh chị nào mà không biết về bán hàng và marketing thì mình học xong mình sẽ trở thành một người bán hàng như hơi thở luôn các anh chị ha, tiền về như hơi thở luôn các anh chị được không ạ? Và có bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta đã đăng ký tham gia cũng như là đang ở trên đường đạt được những cái yêu cầu của để có mặt ở trong chương trình doanh nhân xuất chúng sắp tới không, để diễn ra rồi các anh chị nha. Thứ hai mỗi ngày, mỗi tuần từ thứ hai cho thứ sáu, và mới chỉ bắt đầu bây giờ, các anh chị hãy tham gia luôn đi các anh chị nha, để tại vì một cái chu kỳ như vậy là 6 tháng lận các anh chị. Bây giờ mà anh chị không tham gia là phải tới năm sau anh chị mới tham gia được đó. Tham gia đằng nào cũng thành công thì tham học luôn thành công luôn các anh chị nha. Đó. Hãy đăng ký liên hệ ngay với Thư hay người bạn giới thiệu các anh chị vào trong cái livestream này để mình được hướng dẫn các bước mình hoàn thiện những cái yêu cầu, và mình có mặt ở trong cái ngày mai luôn các anh chị, mình có mặt ở trong chương trình doanh nhân xuất chúng các anh chị nha. Rồi anh chị nào mà đã có tên trong danh sách rồi thì có thể comment phím số 1 đi ạ. Các anh chị hãy tham gia, đây là một cái sự chia sẻ thật tâm từ Thư các anh chị ha, và từ câu lạc bộ, từ Miss Thanh Tú của chúng ta. Các anh chị biết không ạ, Miss Thanh Tú, đặc biệt là Miss Thanh Tú đã trải qua rồi là nên là hiểu rất là rõ, tại vì chúng ta là từ nhỏ đã không được tham gia về những cái hoạt động kinh doanh, không có được định hướng về kinh doanh, nên chúng ta có rất nhiều cái niềm tin, những cái giới hạn về cái việc mà bán hàng, những cái niềm tin chưa đúng về bán hàng và quảng bá, nên nó sẽ là một cái rào cản rất là lớn nếu bây giờ các anh chị đi kinh doanh. Câu lạc bộ không có nói là chúng ta không kinh doanh được các anh chị ha, chúng ta kinh doanh được, nhưng mà có thể là kinh doanh nó không thành công lớn anh chị ha. Nhưng mà anh chị biết là bác Donald Trump đã nói rồi, đã mắc công nghĩ rồi hãy nghĩ lớn, đã mắc công làm rồi thì hãy làm thành công, thì hãy thành công lớn, chứ làm mà thành công nửa vời thì làm gì các anh chị. Nên là có thể rằng là chúng ta đang có những cái giới hạn các anh chị, chúng ta có những cái giới hạn, những cái niềm tin ở bên trong làm chúng ta không bứt phá được anh chị, nên là cái kết quả kinh doanh của chúng ta mặc dù là ứng dụng vẫn có về tiền, nhưng mà để cho cái số lượng nó lớn thì mình cần phải gì ạ? Mình cần phải có những cái bứt phá lớn hơn. Và bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta khao khát, các anh chị nào mà mình chưa biết hay mình chưa đăng ký nhưng mà mình rất là khao khát trở thành một cái người bán hàng số 1, cũng như là trở thành một cái bậc thầy marketing, thì comment số 2 các anh chị nha. Mình ra quyết định sau khi
Sau đó là các anh chị hãy liên hệ người bạn giới thiệu các anh chị vào buổi chia sẻ này, hay là các anh chị biết trực tiếp luôn bằng một cái cơ duyên nào đó vũ trụ đưa đến các anh chị có cái lượt, có thể là đang lướt web gì đó cái gặp được Thư rồi vào tham gia, thì các anh chị hãy liên hệ ngay với Thư để các anh chị để được hướng dẫn hoàn thiện những cái yêu cầu để mình có mặt ngay ngày mai luôn ở trong chương trình doanh nhân xuất chúng các anh chị ha. À rồi thì các anh chị nào mà đã có mặt ở trong chương trình rồi thì có thể comment số 1 để truyền cảm hứng cho những anh chị mà comment số 2 các anh chị ha. Đó đấy, nên là cái việc mà của chúng ta là tham gia vào câu lạc bộ anh chị, từ cái việc mà anh chị thay đổi tư duy của mình, từ cái việc mà cài đặt là những cái tư duy của người bán hàng xuất sắc nhất trên thế giới, những cái người xuất chúng, anh chị ha, chúng ta phải biết những cái người xuất chúng, những cái người bán hàng tài ba trên thế giới họ suy nghĩ cái gì. Sau đó khi mình biết họ nghĩ cái gì rồi thì mình mới cài vào trong tiềm thức của mình các anh chị ha, đúng không ạ? Thì tự dưng cái suy nghĩ thay đổi thì cái cảm xúc nó thay đổi, thì từ đó cái hành động mới thay đổi được và kết quả sẽ thay đổi là tiền về như hơi thở. Nên là rất là tuyệt vời các anh chị nha. Các anh chị hãy đăng ký ngay cái chương trình doanh nhân xuất chúng các anh chị ha, cũng như là cái chương trình, anh chị hãy đăng ký ngay chương trình doanh nhân xuất chúng các anh chị nha, để được huấn luyện đặc biệt về sale và marketing các anh chị ha. Nên các anh chị nào mà mình đang có cái nỗi sợ là mình không biết marketing, mình không biết bán hàng, thì sao đây ạ? Mình đừng có tự mò nữa các anh chị. Mình đã mò bao nhiêu lâu nay rồi mà nó lâu lắm. Một là anh chị học theo công thức của người thành công, anh chị thành công luôn, áp dụng cái thành công luôn, học từ người thành công, áp dụng như người thành công, giống người thành công và thành công luôn. Hai là tự mò anh chị chọn cái nào. Thì ngày trước anh chị Mỹ Thanh Tú cũng rất là sợ bán hàng, Thư ngày trước cũng không có cảm thiện cảm với cái việc bán hàng các anh chị, nhưng mà từ ngày mình học những cái kiến thức của câu lạc bộ thì Mỹ Thanh Tú các anh chị đã bán hàng và giúp được rất là nhiều khách hàng có được cái sản phẩm dịch vụ tốt, cũng như là cái nhu đáp ứng giúp cho họ giải quyết được cái nhu cầu của họ các anh chị ha, và nâng tầm cái phong cách sống của họ lên. Giúp đỡ hay là bán cho khách hàng là để của mình nữa các anh chị, cũng phải có công thức các anh chị nha. Phải có công thức để mình trao với chị, mình giúp cho anh chị ha, chứ không phải là mình muốn giúp là mình giúp đâu, bởi vì có rất là nhiều người họ không cần mình giúp các anh chị ha, người ta cũng phải cho mình giúp thì mình mới giúp được. Anh chị phải cho chúng ta cái bước này đạt được không ạ các anh chị? Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 thì anh chị cần phải làm gì để mà người ta cho mình giúp đỡ đó, thì trong cái chương trình doanh nhân xuất chúng thì sẽ hướng dẫn rất là cụ thể cho các anh chị luôn anh chị ha. Anh chị hãy đăng ký ngay với Thư để có mặt trong ngày mai luôn các anh chị nha. Đó, các anh chị hãy đăng ký, hãy liên lạc ngay với người bạn của mình, liên lạc ngay với Thư để được chia sẻ, được hướng dẫn cái cách mà để đăng ký vào trong cái có mặt ở trong chương trình này các anh chị. Rồi ngày mai thì rất là mong muốn là có đầy đủ các anh chị ha, các anh chị ha. Rồi để các anh chị được đồng hành, để Thư hay là những người bạn của các anh chị là được đồng hành cùng các anh chị để có thể trở thành cái người giúp cho các anh chị, giúp cho người khác, và cũng như là giúp cho chúng ta bán hàng tiền về như hơi thở các anh chị ha. Giúp bán hàng như hơi thở, tiền về như hơi thở luôn được không ạ? Nên
các anh chị mình hãy ra quyết định là mình có mặt ở trong chương trình Doanh nhân xuất chúng vào ngày mai, chiều ngày mai, chiều thứ hai, các anh chị đúng không ạ? Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là khi các anh chị tham gia vào chương trình Doanh nhân xuất chúng thì các anh chị đã được tặng luôn cái chương trình rèn luyện thân tâm trí các anh chị nha. Và chúng ta được thực hành cái quy trình phá vỡ những cái niềm tin giới hạn, cũng như là khai phá cái con người ở bên trong, con người phi thường ở bên trong của mình các anh chị. Những anh chị nào mà hay có những cái thói quen là bắt đầu mà không có kết thúc được á, mình hay có những cái nỗi sợ, mình không dám làm, không nhiều thứ vân vân, thì các anh chị được tham gia vào cái chương trình rèn luyện thân tâm trí luôn các anh chị nha. Chúng ta sẽ mình sẽ bắt đầu phá vỡ những cái niềm tin giới hạn, các anh chị sẽ loại bỏ được những cái nỗi sợ, và các anh chị sẽ trở thành bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức, trở thành cái con người cực kỳ mạnh mẽ luôn các anh chị ha. Là một cái người có đầy đủ phẩm chất ở bên trong và phẩm chất của người thành công để giúp cho các anh chị cái hành trình của mình đạt được cái mục tiêu ấy thì mình đạt được luôn. Nên nếu anh chị mình đăng ký tham gia vào chương trình Doanh nhân xuất chúng và có mặt ngay trong ngày mai thì sao ạ? Mình được tặng luôn cái chương trình rèn luyện thân tâm trí các anh chị nha, được không ạ? Rồi, vô cùng là tuyệt vời. Thì đó chính là cái nội dung chia sẻ của buổi ngày hôm nay các anh chị ha. Đó, thư cũng xin nhắc lại là người giàu, cái tư duy của họ là gì các anh chị? Họ sẵn sàng tôn vinh giá trị của bản thân và họ rất là thích bán hàng và quảng bá các anh chị nha. Rồi, rất là biết ơn các anh chị đã có mặt, đã đồng hành cùng Thư trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì Thư xin các anh chị hãy cảm ơn chính mình, hãy biết ơn chính mình và công nhận chính mình các anh chị nha. Chúng ta rất là xứng đáng sự thành công và giàu có, các anh chị hãy cảm ơn và biết ơn chính mình. Rồi, chúng xin gửi lời chúc đến các anh chị là ngủ ngon trong ý niệm thành công và giàu có, và hẹn gặp lại các anh chị vào buổi livestream tiếp theo. Xin chào.